Hello, xin chào mọi người nhé. Vâng, chào mừng tất cả anh em lại đến với kênh mua bán xe máy Việt Thái trên YouTube nhé. Vâng, hôm nay thì là ngày 18 tháng 8 năm 2020. Vâng, cửa hàng em lại về được ít xe, em lại review đến cho tất cả anh em, bạn bè, cô dì, chú bác gần xa trên mọi miền Tổ quốc. Đang quan tâm đến dòng xe cũ thì hãy ghé ngay cửa hàng xe máy Việt Thái, địa chỉ số nhà 5/3 khu phố 2, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Vâng, số điện thoại của mình là 0969 333 777 hoặc 0988 428669 nha mọi người. Vâng, cửa hàng mình thì bữa nay vẫn hỗ trợ trả góp qua ngân hàng FE. Thủ tục chỉ cần chứng minh bằng lái hoặc chứng minh hộ khẩu. Và các bạn không nợ xấu trên 20 tuổi thì có thể trả góp được nha. Và đặc biệt là có góp qua thẻ tín dụng ngân hàng. Anh chị em, cô dì, chú bác mà có thẻ tín dụng thì vẫn có thể mua được xe nha. Và đặc biệt các bạn lưu ý là nếu như các bạn có tiền trong thẻ thì không cần rút, đến tại cửa hàng mình quẹt thẻ qua ngân hàng cũng được nha, đỡ phải rút, mất công thời gian cho các bạn. Vâng, con đường mình đang đứng đây là con đường DT743. Vâng, cửa hàng mình nằm ngay vòng xoay Phú Thuận An, Bình Dương nha mọi người. Vâng, đây là cái vòng xoay Phú Thuận An, Bình Dương, cái đèn đỏ này đó. Vâng, cách 500m nha. Các bạn đến ngay vòng xoay Phú thì alo cho mình. Còn nếu như mà các bạn đi từ trên 550 xuống thì cách ngã tư 550 khoảng 3 cây số nha. 3 cây số về bên tay phải ngay chợ Thông Dụng hoặc trạm thu phí An Phú cũ nha mọi người. Vâng, thì cũng không để cho anh chị em, cô dì, chú bác chờ lâu. Vâng, em sẽ vào quay mấy chiếc xe mới về cho mọi người cùng tham khảo nhá. Vâng, đầu tiên là một chiếc AB này. Vâng, chiếc AB tứ quý 6 này. Vâng, anh em nào mà đam mê AB tứ quý thì ghé cửa hàng mình xem nhá. Vâng, biển số rất VIP luôn, 48K26666 nhá. Vâng, xe này thì hiện tại mình đang để làm chân đi. Nhưng mà anh chị em, cô dì, chú bác mà đam mê biển số tứ quý thì mình cũng nhường lại nhá. Vâng, xe này ngay chủ bao công chứng nha mọi người, có thể công chứng ủy quyền cho các bạn. Vâng, xe màu cam đen rất đẹp nhá. Đó. Vâng, xe này hiện tại mình đang làm chân chạy nhá. Máy móc thì còn ngon, đó, zin hết nhá. Có dàn áo thì mình sơn qua màu cam đen cho nó đẹp thôi nhá. Đó, phối màu cam đen. Đó. Vâng, chiếc xe này mình đang để cho các bạn là 44 triệu nha. Vâng, 44 triệu bao ký giấy ủy quyền cho các bạn nha. Còn anh em nào mà ở 48 Đắk Lông thì có vẻ xe sang tên được. Bữa nay nghị định mới có thể sang tên giữ lại biển số nha. Vâng, thì kế tiếp là một chiếc Sirius. Vâng, Sirius 2017. Vâng, xe này thì biển số 47 Đắk Lắk, 47B115691 nha. Xe này là cuối 2017, ô lớn nha mọi người. Vâng, cũng chưa rửa ráy gì, vừa về cửa hàng mình xong. Đó, anh em nào đang quan tâm dòng Sirius thì ghé cửa hàng mình tham khảo nha. Vâng, chiếc xe Sirius này mình sẽ bán cho các bạn là 13 triệu 800 ngàn đồng nha. Vâng, xe cuối 2017, màu đen xám còn rất đẹp. Đó. Vâng, anh em nào quan tâm dòng xe cũ thì tới ngay cửa hàng xe máy Việt Thái, địa chỉ số nhà 5/3 khu phố 2, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Vâng, để tham khảo những dòng xe cũ đã qua sử dụng nha. Vâng, ưu tiên anh em là xe là cửa hàng mình có trao đổi bù trừ tất cả các dòng xe đã qua sử dụng nha. Vâng, kế bên tiếp là một chiếc Novo 6LX. Vâng, chiếc Novo này cực đẹp luôn. Vâng, một chiếc Novo 6 đẹp long lanh cành đào. Vâng, giá chỉ có mười mấy triệu thôi. Đó, ốc tán còn rất mới nha mọi người. Vâng, máy móc thì cửa hàng mình bán cho các bạn bảo hành từ 3 đến 6 tháng đến 1 năm tùy theo dòng xe, tùy theo đời nha. Vâng, chiếc Novo này mình sẽ để cho các bạn giá là 17 triệu 500 ngàn đồng. Xe cuối 2016 cực đẹp luôn. Vâng, chân cẳng đẹp nha, máy móc zin nha. Đó. Xe chưa rửa nhưng mà máy móc còn rất khá chi là đẹp. Vâng, biển số 68 Kiên Giang 68M116428. Vâng, rất ưu tiên cho anh em, bạn bè nào quê ở Kiên Giang thì ghé cửa hàng mình ủng hộ nha. Vâng, đây là một chiếc Jupiter. Vâng, cũng vừa về luôn.
Jupiter FI phun xăng điện tử. Vâng, biển số 67 An Giang 67L1 60741 nha mọi người. Vâng, anh em nào đang quan tâm dòng Jupiter, vâng, xe mới của nó thì nếu như 32 triệu cơ. Nhưng mà xe này mình bán rất rẻ cho mọi người nhá. Vâng, chỉ có 15 triệu 500 ngàn đồng là có một chiếc Jupiter màu xanh trắng cực đẹp luôn. Đó. Bánh mâm thắng đĩa nha. Dàn áo đẹp long lanh, mình chưa có rửa giấy gì. Rất mong được các bạn gần xa ghé cửa hàng mình ủng hộ nha. Vâng, ngày mai mình sẽ rửa giấy đẹp đẽ, mình sẽ quay chi tiết lên cho anh em xem nha. Vâng, hôm nay thì cửa hàng mình cũng bán khá chi là nhiều xe. Vâng, AB218 rồi Sirius rồi WayA rồi GS rồi Winder. Đấy, rất nhiều được cô bác gần xa ủng hộ. Vâng, đây là một chiếc AB trắng xám 2014 nha mọi người. Vâng, xe này thì còn rất khá chi là mới này. Bẩn biếc là rất đẹp này, đó. Anh chị em muốn mua thì ghé cửa hàng mình tham khảo nha. Vâng, chiếc xe này giá cực rẻ có mười mấy triệu thôi. Đó. Biển số 61B216314 nha. Vâng, cửa hàng mình đang để cho các bạn giá chỉ có 17 triệu 500 ngàn đồng. Vâng, một chiếc AB cực đẹp, siêu rẻ siêu cọp cho mọi người nha. Đó, chỉ có 17 triệu 500 một chiếc AB vâng, 2014 trắng xám nha mọi người. Vâng, anh em nào đang quan tâm dòng xe cũ thì ghé cửa hàng mình tham khảo nha. Vâng, bên trong này thì còn khá chi là nhiều xe này. Ví dụ như EC 2010 này, Winder X này, Vario 150, 135, à 125, EC 150, rồi Vision này, Satria Solix này. Đó, các bạn coi video thì nhớ bấm kênh đăng ký dùm cho mình nha. Vâng, để mình có cái động lực mình lại mỗi xe về mình lại live stream review lên cho anh em mình tham khảo nha. Vâng, hôm nay thì mình về thêm được một chiếc Satria Rider nữa này. Rider 2019 này. Rồi Solix này. Solix thì cửa hàng còn 2 chiếc, Satria còn 2 chiếc, Rider 2 chiếc nha. Đó. Trong này thì có Zalus, Vision này. Đủ các dòng xe cho mọi người lựa chọn nha. Đó. EC 150 rồi EC 2010 4 số đều có, BCX này rồi Zalus này đó. Vâng. Anh em nào quan tâm thì nhớ vào YouTube Xe Máy Việt Thái hoặc Gốt tìm kiếm nha. Số điện thoại của mình nha. 0969333777 hoặc 0988428669 nha mọi người. Vâng, EC 150 cửa hàng còn rất nhiều. Đó. Rất mong được anh em cô dì chú bác gần xa rảnh rỗi ghé cửa hàng em tham khảo nha. Vâng. Thì cửa hàng em này có mua bán trao đổi tất cả các dòng xe đã qua sử dụng. Đó. Các bạn muốn mua xe gì cũng có nha. Vâng, đặc biệt cửa hàng mình có ship xe cho mọi người cho nên mọi người yên tâm nha. Vâng, xe bán ra mình có chấp nhận thu lại nha. Lỗ từ 10 đến 15% tùy theo xe, tùy theo đời nha các bạn. Vâng, thì hôm nay video mình cũng quay sơ sơ những chiếc xe mới về. Rất mong được các bạn ủng hộ cho mình nha. Vâng, cuối video mình cũng xin chúc cho tất cả mọi người luôn may mắn và mạnh khỏe và thành công nha.